Xin chào các quý vị khán giả yêu nghệ thuật, mình là Nga. Chào mừng các bạn quay trở lại với series Gary Walk từ Sea Congo Việt Nam Gary. Ở tập số 3 của series này, mình xin phép được giới thiệu với các bạn một tác phẩm vô cùng đặc biệt. Tác phẩm không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn là cột mốc lớn trong ngành thời trang, đó chính là tác phẩm Paris Messi. Paris Messi nằm trong bộ sưu tập cuối cùng hợp tác giữa Congo và Karl Lagerfeld, giám đốc sáng tạo và cũng là trái tim của Chanel. Và sau đó, Karl đã qua đời vào tháng 2 năm 2019. Nếu nói về sự thành công, thì Hermès và Chanel là hai tượng đài có sức ảnh hưởng lớn toàn cầu trong thẩm mỹ của phái đẹp và ngành thời trang. Nếu cuộc gặp gỡ với Hermès là sự khởi đầu, thì dự án của Congo với Chanel là cú hích mang tính quyết định, khẳng định sức lan tỏa của graffiti trong lãnh địa này. Cũng chính có sự tiếp sức của các fashion house quyền lực như Hermès và Chanel, thì nghệ thuật graffiti càng được nâng tầm và biết đến bởi những khách hàng yêu cái đẹp ở khắp nơi trên thế giới. Tác phẩm Paris Messi sinh ra trong sự kiện đặc biệt này sẽ là cột mốc được nhắc tới trong sự nghiệp của Congo cũng như trong sự phát triển của graffiti. Tác phẩm được sáng tác tại chính sơ riêng của Karl Lagerfeld, nơi Congo chỉ cần hướng mắt qua khung cửa sổ là có thể thấy dòng sông Sen thơ mộng, lãng mạn và yên bình, nay lại náo động, ồn ào, hỗn loạn bởi những đoàn người biểu tình theo phong trào áo vàng. Áo vàng ở đây chính là những tài xế taxi, xe buýt phản đối quyết định tăng thuế nhiên liệu của chính phủ. Congo đã mượn những ký tự và đường nét để khắc họa bức tranh toàn cảnh xã hội Pháp rối ren và nhiều biến động cuối năm 2018 và đầu năm 2019. Không che giấu đi những điều tiêu cực mà đưa nó vào trong nghệ thuật như một cột mốc đáng nhớ của người dân Paris. Người nghệ sĩ đã sử dụng sơn xịt làm họa cụ chính và tạo ra một cuộc chơi màu sắc với màu vàng của đồng phục tài xế, màu trắng của bình xịt hơi cay và những mảng màu được Congo ném sơn vào trong tác phẩm để gợi về một khung cảnh hỗn loạn. Mâu thuẫn luôn tồn tại trong xã hội như một phần tất yếu của cuộc sống. Phải có mâu thuẫn và đấu tranh thì mới có sự thay đổi và đi lên trong xã hội. Quan sát kỹ hơn, quý vị có thể nhận thấy những biểu tượng thường xuyên xuất hiện trong tác phẩm của Congo, đó là hai vòng tròn lồng vào nhau, đại diện cho sự giao thoa giữa những luồng tư duy đối lập, những tầng lớp xã hội. Và biểu tượng bình xịt graffiti là vật thể biểu tượng của môn nghệ thuật mà Congo đã gắn bó gần 30 năm qua. Ông đã ưu ái gửi 4 tác phẩm về cho Gary, và đây là tác phẩm cuối cùng duy nhất còn lại tại Việt Nam, với kích thước 1m50 x 1m50 và chủ đề vô cùng đặc biệt. Tác phẩm rất phù hợp để treo tại văn phòng, sảnh phòng đọc sách và nhắc nhở chúng ta rằng không cần né tránh những bất đồng trong cuộc sống mà hãy coi đó là một phần tất yếu, bởi trải qua đó sẽ dẫn chúng ta đến những hình thái tốt đẹp hơn. Nếu có dịp, mời quý vị khán giả ghé thăm Sea Congo Việt Nam Gary để tận mắt chiêm ngưỡng tác phẩm này. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi video và kính chúc quý vị một ngày tốt lành. Ayo, big up Congo aka Mr. Colorful, LMK say so. Nah, I'm in love with the graffiti.